mở camera lên xem, hàng xóm vô tình thấy cảnh cẩu lương của học sinh cấp 2. Theo đó, trong lúc rảnh rỗi không biết làm gì, thanh niên mở camera bên ngoài sảnh nhà mình lên xem thì vô tình phát hiện câu chuyện cẩu lương của hai vị thiếu niên học sinh cấp 2. Cụ thể, từ trong con ngõ nhỏ vào lúc chỉ mới 6 rưỡi sáng, một cô bé đi xe đạp điện có khoác chiếc áo đồng phục, đeo theo phía sau là một cậu nam sinh học cấp 2 với áo trắng quần đen, trên cổ vẫn còn đeo chiếc khăn quàng đỏ không biết từ trường hay từ đâu trở về. Dừng lại ở một bên lề, cậu học sinh cấp 2 và cô gái liền đưa tay chào tạm biệt nhau trong tiếc nuối. Tuy nhiên vì thấy vẫn thiếu thứ gì đó, chàng trai liền cúi người xuống, tháo lớp khẩu trang ra rồi trao nụ hôn say nồng với người đã đèo mình về. Bay ơi! Kết thúc nụ hôn say nồng và đầy đắm đuối, lúc này cả hai mới vẫy tay chào tạm biệt. Bạn gái thì phóng xe điện chạy mất, còn bạn nam thì đi bộ chậm rãi vào nhà với nụ hôn vẫn còn đầy mùi son dính chặt trên môi. Khoảnh khắc của đôi bạn tuổi trẻ tài cao sau khi được hàng xóm vô tình nhìn thấy đã trích xuất video và đăng lên cho mọi người cùng xem. Nhiều người đã không khỏi tuổi thân rơi nước mắt khi vốn dĩ mình đã gần 30 tuổi đầu nhưng không bằng các em học sinh cấp 2. Bên cạnh đó, dân tình cũng không khỏi ngạc nhiên khi bây giờ các em còn đang lứa tuổi đeo khăn quàng đỏ nhưng rất mạnh bạo trong chuyện yêu đương, chẳng giống thế hệ của mình ngày xưa chút nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé.